Người ta hay có câu Vưu thuật vương nam cổ trùng phương bắc Chắc chắn các bạn đã nghe nhiều rồi Nhưng cái thứ cổ thuật Bí thuật như là bùa ngải thư ếm Thì có lẽ sứ miên và sứ cam Lại đặc sắc hơn cả Và câu chuyện ngày hôm nay Mà cô bé Hà Nội của kể chuyện đêm khuya Muốn đem đến cho các bạn Lại là một câu chuyện vô cùng kỳ bí quỷ dị Về những thứ tà thuật phủ phép này Câu chuyện được gửi đến Từ một bạn nam tên là Hoàng Hoàng có kể cho mình rằng cái năm mà Hoàng học lớp 12 thì nó quả là một năm đáng nhớ vô cùng. Và cũng chính cái năm này, bạn mới biết được thêm quá nhiều điều về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và giải thích của khoa học. Hoàng kể, cái năm mà bạn học lớp 12, thì có một bạn mới từ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An chuyển đến. Hai đứa có khá nhiều điểm chung, cho nên cũng dễ dàng thân nhau. Trong một lần Hoàng được bạn Duy này kể cho nghe một câu chuyện tâm linh kỳ quái mà chính gia đình Duy đã từng chứng kiến. Đó là vào năm 1993, sự việc xảy ra khi Duy khoảng 2 tuổi và mãi sau này thì Duy mới được nghe bố mẹ kể lại. Tất cả mọi chuyện khởi nguồn từ nhà của ông Lâm, quê gốc ở Quảng Ngãi. Ngày xưa gia đình chạy nạn vào trong Long An để mà tránh bom rơi đạn lạc. Nhà Duy và ông Lâm ở kế cạnh nhau, hai bên tường được ngăn cách bởi một hàng che trải dài. Vậy nên, hễ nhà nào có dục dịch gì thì nhà bên kia đều nghe thấy hết. Và dù là hàng xóm sát vách, nhưng hai nhà lại ít qua lại với nhau bởi vì cái tính cách nóng này và hay xỉa sói mọi người xung quanh của ông Lâm. Cho nên ai nhìn ông ta cũng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Gia đình Lâm thì có 5 thành viên, đó là bà Ngọc, vợ của ông, hai cô con gái sinh đôi khoảng 17-18 tuổi và một anh con trai cả tên là Hiệp đã 23 tuổi. Gia đình ông này làm nghề phân phối nông sản, gạo thóc và trái cây cho các lái buôn ở những khu chợ đầu mối, các huyện lân cận, cho nên tiền của ông ấy kiếm được nhiều lắm và có thể ông ta thuộc diện giàu nhất nhì ở huyện Thạnh Hóa lúc bấy giờ. Cứ cách đâu đấy một đến 2 tháng, thì ông Lâm lại tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt linh đình, khiến cho hàng xóm láng giềng xung quanh đều cảm thấy phiền hà hơn là thông cảm. Và cũng có không ít lần, mọi người đến nhà than phiền chuyện ông này gây ồn ào, làm mất trật tự trong khu xóm, thì liền bị ông ta chửi bới, thách thức. Ông ta cho rằng bởi mình giàu có, cho nên muốn làm gì thì làm, cũng chẳng liên quan đến ai, cái cuộc sống của gia đình ông ta cứ như vậy trôi qua rất bình thường cho đến một ngày anh hiệp là con của ông này cùng với bạn bè thuê xe lam đi chơi ở cửa khẩu cái cửa khẩu này tên là samat ở biên giới việt nam và campuchia và được biết nơi này đã từng bị quân pol pot thâm nhập đốt phá giết hại người dân hết sức tàn ác thi thể ở khắp mọi nơi cho nên những câu chuyện tâm linh ma quỷ ở vùng biên giới này đã được người dân truyền tay nhau rất nhiều đặc biệt là về những vong linh bị thảm sát, hiện lên than khóc, hù dọa, khiến cho không ít người mỗi khi đặt chân đến đây thì đều có chung một cái cảm giác là lạnh lẽo, dờn rợn đến khó tả. Ngay khi đi chơi về, anh Hiệp cầm được theo một bức tượng màu cánh rán, kích thước cỡ hai găng tay người lớn. Và vốn dĩ, hai vợ chồng Lâm rất mê tín, trong nhà lại thờ cũng không ít những cái bức tượng kỳ lạ, trông rất vô tri. Thờ Phật thì cũng có, thờ Thánh cũng có, này thấy con mình đem về một bức tượng có hình thù khác lạ như vậy Cho nên cái ông này cũng tò mò dò hỏi Thì được anh Hiệp nói rằng Cái này là tượng trần của một ông người miên tặng cho con đó bố Nghe nói nó thiêng lắm Nghe thấy thiêng Ông vẫn có chút gờn gợn Vì từ hồi nào đến giờ Anh Hiệp nào có quan tâm đến những đồ vật tâm linh ở trong nhà đâu Này bỗng dưng Chẳng hiểu sao con trai lại có hứng thú đem bức tượng này về nhà Để mà kêu thờ cúng như vậy Còn mẹ anh Bà Ngọc lại sợ anh bị người ta lừa gạt mua phải những thứ không sạch sẽ về thờ lung tung nhưng anh vẫn quả quyết đây chính là vật thiêng và anh còn nói nếu gia đình không thờ thì anh ta sẽ thờ theo cách của riêng mình và sau những lần tranh luận giữa anh hiệp cùng với ông bà lâm anh ta tự lắp một cái bàn thờ để ở trong phòng của mình ngày ngày anh này đều hương khói cho bức tượng ấy đến nỗi ông lâm và vợ phải can ngăn bởi vì khói bay mù mịt không ai chịu nổi nhưng mà anh hiệp vẫn cương quyết là không di rời bức tượng ấy ra bên ngoài mấy tháng sau trong nhà bỗng xuất hiện một cái mùi khăn khẳng rất khó chịu nó còn thối hơn cả mùi chuột chết bên nhà duy cũng có thể ngửi thấy được vậy nên gia đình ông lâm mới bắt đầu tìm kiếm xem cái thứ mùi xú uế đấy nó phát ra từ đâu thì ngay khi càng đến gần cửa phòng của anh hiệp cái thứ mùi kinh khủng ấy lại càng nồng nặc hơn cho đến khi ông lâm cho người phá cửa và kiểm tra thì mọi người mới kinh hãi bàng hoàng thất kinh bởi vì thánh hiệp nằm ngất xỉu ở dưới đất quanh cái gian thờ của bức tượng Trần lại có xác vài con chuột đã thối rữa dòi bọ thì ở khắp nơi trong căn phòng nhanh chóng anh ta được gia đình đưa vào trạm xá của huyện để mà chữa trị sau cái lần đó bức tượng Trần bị đem đi vứt bỏ ở bãi rác gần chợ bởi vì cả ông lâm và bà ngọc đều cảm thấy cái bức tượng này có điều gì đấy không được bình thường trong lòng ông bà có hơi lo sợ sau vài ngày điều trị anh Hiệp được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Bà Ngọc xót con, cho nên dò hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Hiệp cũng cố gợi lại ký ức, nhưng chẳng thể nào nhớ gì ra nổi, ngoài cái chuyện anh cảm giác như có ai đó đã dùng tay siết cổ mình cho đến khi ngất lịm đi. Đầu đó một thời gian sau sự việc của anh Hiệp, thì chiều hôm đó, ông Mạnh là bố của Duy, khi đấy đang làm việc giao hàng cho ông Lâm ở trên đường về. Ngay khi rẽ vào ngõ nhỏ nhà mình, thì thấy bà Ngọc đang đứng một mình ở trước sân bên cạnh là cái bàn thờ thông thiên và đây là bàn thờ được đặt ngoài trời dùng để thờ ông thiên nhắc nhở con cháu xem trời là cha đất là mẹ ngoài ra đây cũng là nơi kết nối thế giới âm và thế giới dương qua đó con cháu cầu mong một mùa màng bội thu thời tiết thuận hòa cuộc sống bình an và may mắn ông mạnh thấy bà ngọc tay ôm bức tượng trần thứ mà chính tay bà ta đã vứt ở ngoài bãi rác thì nay lại chính tay bà lại đem nó về lại đây Ông còn đang tò mò không biết là bà đứng đó để làm gì. Thì bất ngờ, ông giật mình bởi những âm thanh chát chúa của chén đĩa, lư hương mà bà Ngọc vừa mới hất văng xuống đất. Sau một hồi, ông mạnh vô cùng bằng hoàng, thì ông cũng chạy lại, đứng trước sân hỏi han quan tâm, liền bị bà ta quay ra nhìn một cách hung tợn. Đôi mắt của bà Ngọc khi này đã chuyển sang màu đỏ, miệng thì cứ khò khè y như người bị hen xuyễn. Ông lầm cố giữ bình tĩnh, hỏi thăm lần nữa, thì đột nhiên Bà Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt ông và tuôn ra những câu nói khó hiểu. Nhưng cái cử chỉ của bà thì như giận dữ lắm. Đang chưa biết phản ứng thế nào trước cái hành động quái gở ấy của vợ thì bà ta phá lên cười và rồi lại ngã vật xuống đất mà ngất lịm đi. Ông Lâm chỉ nghĩ rằng có khi vợ trúng gió hay đột quỵ liền chi hô những nhà xung quanh đến hỗ trợ. Một số thì đưa bà này đến trạm xá điều trị. Còn ông Mạnh và vài người khác thì chạy ngửa ra chợ nơi đặt trụ sở văn phòng của ông Lâm ngoài đó để mà báo tin. Cũng giống như Hiệp, sau khi phục hồi sức khỏe, mọi người hỏi gì thì bà cũng lắc đầu. Bà bảo là bà không biết và cũng chẳng nhớ gì. Cái ký ức cuối cùng của bà là đi ngang qua bãi rác gần khu chợ huyện thì tự nhiên bà Ngọc cảm thấy xây sầm mặt mày, rồi bà còn chẳng nhớ gì nữa. Ngạc nhiên là từ lúc bà Ngọc từ bệnh viện trở về nhà thì những chuyện tốt liên tục đến với gia đình bà. Tự nhiên công việc làm ăn của ông Lâm càng ngày càng phát đạt. Lúc thì tổ chức tiệc tùng linh đình trong 3 ngày, khi thì lại mua xe cho các con. Sau thì còn mua thêm miếng đất để mà mở rộng cơ sở kinh doanh. Bao nhiêu thứ may mắn tốt đẹp, nó cứ liên tục kéo đến, khiến cho hàng xóm xung quanh không khỏi trầm trồ, xen lẫn một chút ghen tị với gia đình này. Nhưng cái bữa tiệc nào rồi có lẽ cũng sẽ có lúc tàn. Câu chuyện không may cuối cùng cũng đã xảy ra. Bắt đầu bằng cái chết bất đắc kỳ từ của cô con gái của ông bà Lâm. Chính là đứa con gái chị trong hai người sinh đôi. Hai tuần trước, khi cô gặp chuyện thì những hai đêm liền, bà Ngọc bắt gặp cô con gái mình đi loanh quanh trong nhà một mình với cái dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Nhưng bà chỉ nghĩ là con mình khéo bị mộng du, cho nên bà không có hỏi han gì mà lại lặng lẽ dìu cô đi về phòng. Những ngày sau đó thì cô con gái này lại càng trở nên kỳ quái hơn. Cô lại vừa đi, vừa trò chuyện với một thế lực vô hình nào đó ngay bên cạnh mình, trong khi ánh mắt vẫn đang nhắm nghiền. Bà Ngọc liền đem câu chuyện này kể lại cho chồng nghe, nhưng ông Lâm chẳng những không tin mà còn buông lời trách móc vợ, nói bà suốt ngày rảnh rỗi trong nhà, không có việc gì làm, lại nghe cái đám người giúp việc kể chuyện linh tinh, cho nên bây giờ mới có suy nghĩ hoang đường như thế. Nhưng bà này vẫn quả quyết và đề nghị với chồng là tối nay đừng ngủ để mà theo dõi những biểu hiện của con, nhằm khẳng định lời nói của bà hoàn toàn là sự thật. Mặc dù cảm thấy nó rất vô lý, nhưng mà bởi vì bà vợ này nhỉ quá nhiều, thấy phiền phức và cũng không muốn mất thời gian vô bổ bởi vì công việc làm ăn còn nhiều thứ phải lo lắng, cần tập trung nhiều hơn, cho nên ông Lâm mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, ngay cái đêm ấy, cả hai vợ chồng thức trắng một đêm để quan sát phòng của hai cô con gái, nhưng lại chẳng có một động tĩnh gì. Ông Lâm lúc bấy giờ cho là mình đúng và đổ lỗi cho bà vợ suy nghĩ quá nhiều nên mới ăn nói lung tung như thế. Từ đó, ông lâm thường xuyên ở lại văn phòng để làm việc đến tận tối mới trở về đi ngủ còn riêng bà ngọc thì vẫn cảm thấy lo lắng không yên bà cảm giác như thể sắp có tai họa nào đó giáng xuống gia đình của mình và có lần canh lúc chồng không có ở nhà bà cho người đi mời một ông thầy bói đến đây để xem vận mệnh của gia đình chẳng may cái gã thầy bói ấy lại là một kẻ lừa bịp nói những lời hay ý đẹp cho vừa lòng gia chủ hòng móc tiền của họ bà nghe những lời hoa mi ấy của gã thầy bói thì vui mừng trong lòng Thậm chí còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần Thì được gã ta thể thốt Hồng chứng minh điều mình vừa phán là sự thật Trước khi tiện lão này về Bà Ngọc thưởng cho gã ta rất hậu hĩnh Thay cho lời cảm ơn Và cũng từ dạo đó Bà không còn gặp gã thầy bói ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa Sau lần gặp gỡ ấy Mọi thứ trong căn nhà trở nên yên bình Cũng không có chuyện lạ gì xảy ra Cho đến một hôm Ông bà Lâm nghe tiếng hét của cô con gái Thì bèn vội vàng chạy ra kiểm tra Lúc này cảnh tượng trước mắt đã làm cho gia đình phải kinh sợ. Bên giường của cô chị là xác những con chuột bị cắn xé, nó nằm rải rác ở trên sàn nhà. Còn cô thì đang chùm chăn che kín toàn thân. Ông Lâm mới tiến lại kéo chăn ra, thì lập tức gương mặt biến sắc. Vợ con ở bên cạnh la hét thất thanh. Sau cái lớp chăn che kín ấy, lại chính là cái xác lạnh lẽo của cô chị. Miệng bê bết máu tươi, đôi mắt trợn lên vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, dưới chân cô là bức tượng trần đã bị ông Lâm cho người đập vỡ. Chẳng hiểu như thế nào mà bây giờ nó lại xuất hiện ở trong phòng của cô con gái mình. Một lần nữa, ông tức giận, cầm lấy bức tượng ấy chạy nhanh ra ngoài, rồi lại dùng hết sức ném nó xa nhất có thể và cho người đi báo chính quyền địa phương để đến điều tra nguyên nhân cái chết. Nhưng họ lại không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho rằng có kẻ giết người ở đây cả. Công an cũng đã hỏi cung cô em, nhưng cô ta khẳng định lúc đi vệ sinh về thì thấy chuột chết nên đã hét ầm lên, chứ cũng không có thấy ai khác ngoài hai chị em ở trong căn phòng. Và cô thì càng không có lý do gì để hại chị mình cả. Sau cùng, thì vụ án đã khép lại với vô cùng nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Vào cái ngày diễn ra tang lễ của cô, gia đình ông Mạnh có đến chia buồn. Trong lúc ngồi trò chuyện với ông Lâm ngoài sân, cô em gái lúc này mới như người mất hồn, đau buồn trước cái chết đột ngột của người chị. Đang tựa đầu vào cạnh quan tài, thì cô em bỗng giật mình bật đứng dậy rồi chạy thật nhanh về phía bố với nét mặt vô cùng sợ hãi và sau khi được mọi người chấn an cô em mới bình tĩnh chỉ tay về phía hành lang dẫn ra nhà bếp và run rẩy kể rằng chính cô đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng quái dị trước đó cả hai chị em cũng đã thấy người đàn ông bí ẩn kia ở trong phòng cứ nhìn chằm chằm vào giường của hai cô và còn nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ chỉ vài giây sau thì ông ta biến mất nhưng sợ mọi người bảo hai chị em bị điên lại tưởng tượng những điều linh tinh hoang đường cho nên cô cũng không có dám kể với ai và rồi lâu lâu cũng quên luôn đến khi nãy khi mà nhìn thấy người đàn ông nọ thì cô em mới nhớ ra mọi người nghe xong quả thực là không tin mà còn lắc đầu tỏ vẻ thương cảm có lẽ do cô em quá đau buồn cho nên cô em mới nghĩ ra như vậy ông lâm chẳng những không nghe mà còn tức giận la mắng bởi vì cô con gái dám đặt điều bịa ra câu chuyện ma mãnh làm ảnh hưởng đến gia đình và quan trọng hơn là trong nhà hiện tại lại đang có tang của chị gái thấy ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ lại thêm có người còn khuyên bố mẹ nên đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý thì cô em bật khóc và rồi vùng chạy về phòng đóng chặt cửa lại sau ngày hôm đó cô em như người bị trầm cảm lâu năm cô ta suốt ngày nhốt mình ở trong phòng và còn chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ một ai kể cả bố mẹ mình bà ngọc thấy con ở mãi trong phòng thì bản thân lo lắng không yên cũng nhiều lần bà có nói những lời ngon ngọt thậm chí đe dọa sẽ không cho ăn uống và còn đòi đánh nữa nhưng dù vậy có vẻ như cô ta bất cần lại chẳng quan tâm đến những lời nói của mẹ quá tức giận với đứa con gái ngỗ ngược ông lâm cũng để mặc con ở trong phòng để cho mày muốn làm gì thì làm còn căn dặn vợ là không được cho con ăn chỉ cho uống nước mà thôi để xem cái cô con gái này chịu đựng được bao lâu và ông coi như đó chính là hình phạt dành cho cô con gái của mình vài ngày sau hai ông bà đến phòng con để kiểm tra thì ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đã được hé mở ông bà cũng nghĩ con mình khéo biết lỗi nhưng xấu hổ không dám ra ngoài gặp hai người bà ngọc liền đẩy cánh cửa đi nhanh vào phòng và rồi chính bà kinh hoàng hét lên thất thanh cũng như ngã khuỵ xuống đất ngất xỉu ông lâm thì đứng chết chân mặt lúc này biến sắc kinh hãi vài người giúp việc nghe thấy tiếng kêu của hai ông bà thì liền gác lại mọi thứ còn đang giang dở. Chạy ngay đến, đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Ở trên giường lại chính là cái xác của cô em. Và cô ta cũng nằm với tư thế nửa thân trên dưới đất. Hai tay giơ lên cao nắm chặt vào nhau giống y như đang vùng vẫy rằng co khi bị ai đó lôi xuống giường vậy. Nhanh chóng, chính quyền địa phương lập tức có mặt để điều tra vụ việc. Và cũng như vụ của cô chị, lại cũng chẳng có manh mối nào được tìm thấy. Và sau cùng, thì họ đành kết luận có lẽ cô em do quá buồn chuyện gia đình nên đã tự sát trong căn phòng và nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị ngạt thở. Cuộc điều tra hiện trường nhanh chóng kết thúc nhưng bởi vì chưa tìm được vật chứng được cho là hung khí gây ra cái chết của cô em cho nên họ quyết định bảo lưu vụ án này đồng thời cũng trả lại thi thể cho gia đình để mà an táng. Chuyện nhà ông Lâm mất đi đến tận hai cô con gái chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người dân quanh vùng. Người ta nhận xét Hai cô con gái có tính cách rất giống bà Ngọc Vô cùng ngoan hiền lễ phép Không ỉ nhà giàu mà tỏ ra xa cách với mọi người Nên sau khi biết tin cả hai chị em gặp nạn Hàng xóm xung quanh đều thương cảm mà đến viếng đông lắm Dù rằng thời điểm ấy Huyện Thạnh Hóa chỉ là một vùng quê nghèo Dân cư thưa thớt mà thôi Ở đám tang Mọi người bàn tán và cho rằng có lẽ gia đình ông Lâm đang vướng về chuyện tâm linh gì đó khủng khiếp. Nhưng cụ thể ra sao thì không một ai đoán được. Giữa lúc người ngoài còn đang truyền tay nhau câu chuyện nhà ông Lâm Thì ở trong nhà Những người giúp việc thỉnh thoảng nghe được cái âm thanh xì xầm Nó cứ phát ra từ trong phòng của hai cô con gái xấu số Cái tiếng này nó tựa như tiếng ai đó đang đọc kinh ấy Lúc trầm lúc bổng Làm cho ai nấy đều rợn cả da gà Còn về phần anh Hiệp Thì đêm nào anh cũng mơ thấy một người đàn ông bí ẩn Nói bằng những thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ Trên người ông ta chẳng chịt những vết cắt như là dao gây ra da. Và có lần anh thấy bụng của ông ta bị rạch một vệt dài. Nội tạng bên trong theo khe hở vết thương rớt cả xuống đất. Máu me cứ thế bê bết khắp người ông này. Còn lần tồi tệ nhất là anh bị người đó chụp lấy cánh tay, kéo về phía ông ta, rồi trầm giọng nói. Đi, mày đi theo tao xuống đây, đi nhà anh lên. Trong cái cơn hoảng hốt, miệng anh kêu ú ớ và anh giật mình thức dậy lúc giữa đêm. Đồng thời vợ chồng ông Lâm cũng không ít lần đã bị tiếng la hét của con trai làm cho tỉnh giấc. Cho đến một ngày, những chuyện kỳ lạ trong nhà đột nhiên lắng xuống. Anh Hiệp cũng không còn mơ thấy người đàn ông bí ẩn kia nữa. Công việc kinh doanh của gia đình thì vẫn diễn ra bình thường, nhưng đôi lúc buôn bán có phần hơi ế ẩm. Vào một buổi đêm cuối năm 1993, trong lúc mọi thứ đang yên ắng, thì bất ngờ lại có tiếng hét thất thanh. Hàng xóm hốt hoảng kéo ùa ra đường để nghe ngóng, thì mới phát hiện ra cái tiếng kêu ấy phát ra từ nhà của ông Lâm. Và khi mọi người chạy đến xem có chuyện gì, thì ai nấy đều giận mình kinh hoàng khi thấy anh hiệp tay ôm chặt cái bức tượng tràn vốn đã bị vứt bỏ đến hai ba lần anh ta đưa nó kề lên gò má bật cười khúc khích như kẻ mất hồn còn đôi mắt của anh lúc này đã dần chuyển sang màu đen đục ngọc hãi hùng hơn là cả cơ thể anh bị những vết cắt kỳ lạ toàn thân dính đầy máu tươi mà có vẻ như anh không hề cảm thấy đau đớn gì cả vài ông bác lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm liền cho mọi người đi lấy nhánh dâu cùng với lá bưởi, sau đó cứ thế đánh liên tiếp vào người anh, hòng xua đi những vong hồn tà ma. Tuy nhiên không hiểu sao, khi mọi người càng đánh, thì anh này lại càng cười to hơn. Một số thanh niên súng lại, cố lấy bức tượng ma quái kia ra khỏi tay anh để mà tập trung sơ cứu vết thương. Nhưng không hiểu sao, khi càng cố gỡ bức tượng ra, thì anh lại càng vùng vẫy dữ dội, vùng tay hất văng đám thanh niên ngã nhào xuống đất. Có một ông bác lớn tuổi, đã thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, liền nhờ một anh thanh niên chạy đến ngôi chùa cách đấy không xa để mà mời sư thầy đến chợ giúp về mặt tâm linh hồi lâu qua đi thì cuối cùng sư thầy cũng đến mọi người khi này đã trói anh này lại đặt trên ghế nhưng khi sư thầy vừa mới lại gần còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì anh hiệp đã đứng bật dậy bổ nhào đến mà cắn mạnh vào tai của sư thầy sư thầy đau đớn kêu lên một tiếng rồi vội vã đưa tay giữ chặt vết thương đang không ngừng chảy máu anh hiệp nhìn thấy sư thầy với vẻ mặt đắc ý bật cười, nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cùng chất giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Tất cả mọi người ở đó nghe mà đến rợn cả người. Sau đó, vợ chồng ông Lâm bất lực sợ hãi, cũng không biết phải làm gì với cái tính khí hung hăng đó. Tựa như anh không còn là con của hai người nữa vậy. Liền đem anh này nhốt vào trong phòng khóa chặt cửa lại. Cùng lúc, ông Lâm cho tất cả người đi mời những ông thầy được cho là cao tay ấn, có thể giúp được gia đình mình về. Trong khi chờ đợi, Mỗi ngày bà Ngọc đều dọn mâm cơm để trước cửa phòng của anh Hiệp. Và vài lần, bà quan tâm nên tò mò nhìn qua khe hở cánh cửa thì bà ta sợ hãi khi trông thấy anh Hiệp đang quỳ gối khúm núm xá lại bức tượng chằn. Ngoài ra, bà còn nghe thấy tiếng của anh đang tụng kinh bằng cái thứ ngôn ngữ rất khó hiểu. Vào một buổi trưa của ba ngày sau, bà con trong xóm đã dẫn theo ba vị sư thầy người Khmer từ sóc Trăng đến, hai già và một trẻ. Theo như lời của một ông bác lớn tuổi thì cái bức tượng có nét mặt hung tợn ấy vốn có nguồn gốc xuất phát từ văn hóa tâm linh của người Khmer. Tương truyền nó là một loại quỷ dạ xoa, nó rất thích ăn thịt người cho đến khi được Đức Phật thu phục và rồi giao nhiệm vụ cho canh giữ bảo vệ những ngôi chùa đỉnh miếu. Và sau khi nghe kể lại chi tiết toàn câu chuyện và nắm được sự tình thì ba vị sư thầy mới mở được cửa bước vào căn phòng của anh hiệp. Mọi người ở bên ngoài không được phép vào trong, nhưng ai nấy đều nghe rất rõ tiếng của ba vị sư đang tụng kinh Cộng với tiếng cười nói điên loạn đầy giận dữ của Hiệp Nó như tạo thành cái thứ âm thanh hỗn tạp Nghe vô cùng chói tai Và đâu đấy chỉ gần một tiếng đồng hồ trôi qua Mọi người không còn nghe thấy tiếng la hét Chửi rủa của anh Hiệp nữa Lúc sau, ba vị sư thầy đi ra Trên tay ôm lấy bức tượng được quấn rất kỹ càng Bằng miếng vải màu cam Bên ngoài buộc thêm mấy vòng sợi chỉ đỏ Để mà chấn yểm Vị sư thầy đang ôm bức tượng lên tiếng giải thích rằng vốn dĩ cái bức tượng đó chỉ là một sản phẩm lỗi của người thợ bị đem vứt bỏ đi trùng hợp thế nào mà một người vô tình nhìn thấy nó còn mới lại mang hình thù kỳ dị cho nên cảm thấy rất thích thú tiện tay đem về và bán cho anh hiệp không ngờ rằng cái nơi mà người ta nhặt được bức tượng ấy lại nằm trong khu vực nghĩa trang bị bỏ hoang từ rất lâu nó nằm ở ngay vùng biên giới và với một nơi mang nhiều âm khí như vậy thì dĩ nhiên sẽ có những oán linh dựa vào bức tượng ấy để mà làm nơi trú ngụ bên trong. Còn nếu linh hồn đó thiện lành thì chỉ cần ta đem đến chùa phát nguyện cầu siêu cho họ. Ngược lại, nếu đó là linh hồn mang nhiều tủ hận thì oán khí của nó sẽ đeo bám người giữ bức tượng, nhẹ thì trở nên điên dại. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ chiếm giữ linh hồn và thể xác của họ cho đến lúc nó chết. Chính vì vậy, oán linh ấy đã theo ám gia đình của ông Lâm, lại tới tích hai cô con gái cho nên nó tìm đủ mọi cách để kéo hồn của hai cô này đi theo nó. Ngoài ra, vị sư thầy còn cho biết thêm, oán linh nó khi xưa là một tên lính khơ mẹ đỏ, nổi tiếng giết người không gớm tay. Một ngày nọ, doanh trại của nó đang biểu diễn tiết mục cổ xưa trong trang phục truyền thống, thì bất ngờ bị càn quét, và cả doanh trại đều chết sạch không còn một ai sống sót. Do lúc sống, nó gây ra quá nhiều tội ác, cho nên khi nó chết đi, thì linh hồn của nó trở thành quỷ dữ, thường hay quấy phá quanh vùng khiến cho người dân ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Cho đến khi nó nhìn thấy bức tượng chằn bị vứt bỏ, nó liền theo đó mà chui vào làm nơi trú ngụ. Trước khi rời đi, sư thầy có nói rằng sở dị oán linh tên lính đó lộng hành nhiều ngày như vậy là bởi vì gia đình không có đem lên chùa, đình miếu để mà khai quang điểm nhãn cho những bức tượng thờ trong nhà cho nên nó không sợ. Mà dù ông Lâm có cúng kiếng khói hương đủ đầy, nhưng các bức tượng ấy đa số đã được ông mua về rồi lập bàn thờ dựng lên vậy thôi. Như thế, chẳng khác nào ông thờ một khúc gỗ, một viên gạch đá vô trì vô giác. Sau khi nghe được những lời dân dạy của sư thầy, thì ông Lâm đã cho tháo gỡ ngay xuống hết tất cả những bức tượng trong nhà. Bởi vì bây giờ, cái mảnh đất này cũng không còn linh khí để mà dành cho việc thờ cúng nữa. Còn về phần anh Hiệp, sau khi được giải thoát khỏi oán linh đang ám lấy mình, thì có vẻ như một nửa hồn vía của anh đã bị nó lấy đi mất. Cũng kể từ khi đó, tâm thần của anh này cứ lúc điên lúc tỉnh. Có đêm anh không ngủ mà lại đi lang thang quanh nhà, cười nói mất kiểm soát và rồi lại ngồi khóc một mình trong bóng tối. Những cái hành động đó của anh khiến cho ông Lâm và bà Ngọc vừa đau lòng vừa thấp thỏm sợ hãi trong lòng. Nhiều lần hai người có đưa anh vào bệnh viện để mà điều trị nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Thậm chí anh còn gào thét, tỏ vẻ hung tợn và hành hung các bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân, làm cho hai ông bà vô cùng khổ sở. Sau cùng thì họ quyết định nhốt anh luôn trong nhà. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, công việc làm ăn của ông Lâm càng ngày càng súng dốc. Những kiện hàng ông cho người đi giao đều lần lượt bị khách hàng than phiền rồi trả về. Và sau vài lần như thế, ông Lâm bán căn nhà cho một gia đình cán bộ của nhà nước và ông cũng quyết định quay về quê ở Quảng Ngãi, bắt đầu lại sự nghiệp từ đầu. Trước khi tạm biệt bà con hàng xóm, bà Ngọc có tâm sự lại với gia đình của Duy về những biến cố đã xảy ra trong nhà của bà Vốn dĩ bà Ngọc là người có tính tình ôn hòa dễ gần, nhưng vì bị ngăn cản bởi ông chồng có tính cách gia trưởng cộc cằn, vô cùng khó chịu, không muốn ai biết quá nhiều chuyện của gia đình mình, cho nên phần nào bà Ngọc cũng hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Mãi cho đến sau này, ông Mạnh trong một lần đến bệnh viện thăm người thân ở khoa thần kinh, thành phố Biên Hòa thì đã vô tình bắt gặp một người thanh niên mặc đồ bệnh nhân, với dáng vẻ gầy gò, gương mặt hốc hác đôi mắt lờ đờ anh ta ngồi một mình trên băng ghế chờ cùng với hai nhân viên y tế bỗng ông mạnh chợt nhận ra người đó lại chính là hiệp con trai của ông lâm hàng xóm năm nào kế cạnh nhà mình qua những lời hỏi thăm với cô y tá thì ông được biết bà ngọc mẹ của anh hiệp đã qua đời trong một cơn bạo bệnh còn ông lâm do làm ăn thua lỗ nên chuyển về đây sinh sống trong một căn trọ tồi tàn dành cho những người lao động buôn gánh bán bưng và do không có điều kiện để chăm sóc cho anh con trai lại thấy anh ta càng ngày càng trở bệnh nặng hơn không có kiểm soát được hành vi của mình nên bất đắc dĩ ông lâm mới đưa anh vào viện tâm thần nhưng sau đó bệnh viện nhiều lần tìm kiếm mà không thể liên lạc được với ông ta họ cho rằng có thể ông ta đã từ bỏ luôn đứa con trai bệnh hoạn của mình vì một cái lý do nào đó nhưng có lẽ ông mạnh đã thực sự biết sự tình bên trong chăng